chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày tốt lành. Mình là Lan, rất là vui được gặp lại cả nhà ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ dẫn cả nhà tới một ngôi chợ nổi là khá là lớn và rất là nổi tiếng với người dân Thái. Và đặc biệt đó là ngôi chợ này cũng rất là gần trung tâm Bangkok nên cách di chuyển cũng rất là tiện luôn. Thì hôm nay mình sẽ dẫn cả nhà trải nghiệm giống như là một người dân địa phương ha. Rồi cả nhà cùng theo chân mình nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi ra theo lối ra số 2 nha. Sau khi mà ra khỏi BTS Bangna thì bây giờ cả nhà sẽ bắt một chiếc xe ôm ha. Mình ra mình thấy mấy chú mà mặc áo cam cam á, cứ mình cứ nói là đi chợ nổi là người ta biết ha. Là bây giờ họ sẽ chở mình đi ra tới bến thuyền đó cả nhà. Cái giá mà mình đi từ cái từ chỗ trạm tàu BTS mà đi tới đây á cả nhà, là đi đến cái bến thuyền để mình đi qua bên chợ nổi á, thì giá là 20 baht nha. 20 baht tính ra là khoảng 12.000 tiền Việt của mình á, mà cũng theo tùy theo tỷ giá, có lúc lên lúc xuống, có khi là tính ra chỉ khoảng hơn 10.000 một chút xíu á cả nhà. Bây giờ thì mình tới cái khu này, khu đậu xe chắc chuẩn bị tới bến phà cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ đi ra bến phà nha cả nhà nha. Check check. Hey hey, we go to pier. Oh yes. Bây giờ thì mình sẽ đi lên bến phà này cả nhà để mà băng qua bên bờ kia xong. Thì bên này xong là băng cấp 2 nhưng mà băng qua phía bên kia nó là tỉnh Samut Prakan nha. Mình đi xe ôm á thì họ chạy chắc khoảng 2 cây số à cả nhà, chưa tới 5 phút là tới ha, là tới cái bến phà này. Bây giờ sẽ quay một vòng bến phà cho cả nhà coi. Rồi mọi người đỡ phải đợi, hình như là bến phà này lên kia mới trả tiền đó cả nhà. Đó, Madame see the river. Phía trên này là áo phao này cả nhà. Cái cảnh này làm nhớ tới miền Tây dễ sợ luôn á.
ơi. Mama van lightsaber. What lightsaber? Mama van lightsaber. Is he will ride now? Mặc dù là cái chợ nổi này là cách Bangkok có vài cây số thôi, nhưng mà nếu mà mình không biết cách di chuyển nó đi tới đây là cũng hơi bị phê cả nhà. Đó, bây giờ thuyền đã cập bến. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi xuống ha. Rồi, đi. We're not. By the other side, đó. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi lên xe máy, thì sẽ chạy bên này nè. Đó, xe máy sẽ chạy bên này, còn người đi bộ sẽ bên này. Ở đây có cái máy bán sữa, bán nước rồi cái này. Đó, bây giờ thì đi có phố khác. Bây giờ thì ở đây có ghế ngồi. Khi mà giống như khi mình đang đợi phà mà phà chưa có tới thì mình ngồi ở đây đợi nè. Đây là hai hàng ghế ngồi được chứ. Ghế hai hàng. À, phai bạn. Sọn sao? Sau khi mà ra khỏi bến phà thì cả nhà sẽ thấy có một cái chỗ mà người ta cho thuê xe đạp đây nè. Đó, và có cái xe dành cho con nít luôn. Đó, thì có cái biển số xe, nếu mà mình có lộn xe đạp với ai thì mình nhớ cái biển số xe để mình trả lại xe thôi ha. Thì cái giá cho thuê xe đạp là 50 bạt một ngày nha cả nhà nha. Là đi cả ngày luôn, xong mình phải trả, chạy xe đạp trả lại đây, chứ người ta không có tới để mà mang về. Đó, là có chỗ cho thuê xe đạp luôn, nhưng hôm nay mình không có tiện đi xe đạp á. Nên mình sẽ đi bộ ra ngoài đây để mình đón xe khác đi. Đó, đây là cái chùa mà ngay chợ bến phà này cả nhà. Đó, nhìn đẹp ha. Chùa này tên là Wat Dang Nam Phu Phu hay là gì đó. Hôm qua mình có coi rồi mình nhầm quên tên mất. Đó, chỗ này là chỗ mà cho có thể chạy xe đạp ra này cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ đi theo con đường này đi ra ngoài kia để mà bắt xe xong theo ha. Đó, ở đây nè cả nhà, có rất là nhiều cho xe đạp luôn. Rất là nhiều chỗ, không phải một chỗ thôi mà chỗ nào đó, họ cũng có một giá thôi nha cả nhà nha, là 50 bạt. À quên nói nãy đi quên nói hoài luôn, cái chợ nổi mà mình hôm nay mình tới thế là tên là chợ nổi là Bang Nam Phương nha cả nhà nha. Dễ thương ghê. Chợ nổi tên là chợ nổi Bang Nam Phương nha cả nhà nha. Không biết đúng không, biết đọc tên đúng không? Mình sẽ trong phần mô tả mình cũng sẽ ghi rõ để cả nhà cách di chuyển cũng như là tên của cái chợ nổi này để cả nhà tiện di chuyển ha. Trời, sáng sớm là họ nướng thịt nè. Trời, nhìn. À, đây, stay here, here. We can go from there. Đi nãy giờ mà không thấy chiếc son theo này hết, chắc đi bộ tới luôn cả nhà ơi. Nếu mà đi bộ từ bến phà mà ra tới cái chợ nổi thì chắc cũng tầm khoảng 30 phút đó cả nhà. Là đi bộ, nếu mà đi bộ thì cũng khoảng 2 cây mấy á. Đi nãy giờ đợi chiếc son theo mà chẳng thấy nó đâu hết. Nãy giờ đi bộ mà không thấy chiếc son theo, biết vậy nãy giờ bắt chiếc xe ôm này cả nhà. Bên xe ôm đây á thì đi xe ôm thì tí nữa về mình chắc mình đi xe ôm đi cho lẹ, chứ đi bộ thì xỉu luôn. Đó. Đây là yes. Yeah. But we enter from there. Rồi đây là chính là chợ nổi Wat Dang Nam Phu nha cả nhà nha. Bây giờ thì mình sẽ đi qua cái cây cầu nhỏ này ha. Chỗ này là cái cổng sau của chợ á. Nên cả nhà nhìn kỹ xíu ha. Nhưng thôi là tí mà không có kiếm được đường vô chợ luôn. Cái chợ này thì sẽ nằm dọc cái bờ kênh nha cả nhà nha. Chợ này nằm dọc hai bên bờ kênh luôn.
Bên đó là chỗ chụp hình cưới á cả nhà. Nhà cổ rồi thuyền rồi đó. Trời ơi, ở đây yên tĩnh lắm luôn á. Không có tiếng xe cổ á. Ở đây cả nhà thì họ sẽ bày bán những cái sản vật địa phương luôn, là những cái sản vật mà làm những cái kiểu như là đồ thủ công mỹ nghệ, những cái đồ handmade mà làm tại địa phương này luôn á cả nhà, làm tại chỗ đây luôn á. Trò chơi bánh lon đây. She wants to take it. So can you see that you have it? No, it isn't. It isn't. It isn't. Ah, yeah, yeah, yeah. Ah, be careful, hold her eyes now. Can we hold it like this? And Daddy Dumbo. Be careful. Good job, kid. Daddy, good job. Another okay. I never use a snake. No, you think I use it? Oh, it's not. No, it's not good. But almost. Almost what? It's so far. Far even than me. For someone who never. Two. Sorry, Kai. Sorry, Kai. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Again? Chỗ này khu mình đi là chuyên về, nó là một cái chợ nhưng nó là một cái con đường kiểu mà dọc bờ kênh dài, kéo dài nha cả nhà nha, chứ không có mở rộng. Đó là bán những cái đản thịt địa phương nè. Cô này là xà đi kha suối handmade din din. Cô này đang định cái lỗ này. Hả? Decoration, yeah. Những cái cô nó nặng thì giống như là đây là những cái hình này này cả nhà. Ôi, nhìn dễ thương quá. Nhìn làm bằng bộ đó nhưng mà nặng lên nó cứng lắm cả nhà. Đó, nguyên trái cây này, khỏi có đề giá sẵn hết luôn. Rồi dễ thương lắm, đúng này 30 bạc tính là khoảng 21.000 á. Cố nặng tại chỗ luôn. Mà nặng lúc sau chắc họ sẽ quét thêm mấy cái nhựa thêm cả nhà. Nó. Ôi đây là trứng chiên mà giống như là trứng muối chiên đó cả nhà. Trời ơi nhìn thịt nè. Nhưng mà cái lò nướng thịt luôn. Ui khói nghi ngút luôn. Đó bây giờ là bắt đầu tới gian đồ ăn rồi đó cả nhà. Đây là bắp tím nè. Sarika. Đó, những cái chỗ bắp đỏ nhỏ xíu lên nè. Ở đây bắp này là bắp họ luộc cả nhà. Nhưng mà cái bắp đỏ này thì nó hơi bị cứng một chút xíu nếu mà so với cái loại bắp trắng hay là bắp đỏ. Sarika. Ôi con mèo. 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 Đó, bây giờ là mình qua tới khu đồ ăn luôn nè. Về cái cách đi mà tới cái chợ nổi này thì mình sẽ đề cụ thể ở dưới phần mô tả bên dưới video nha. Tại vì có nhiều cách đi tới chợ này lắm, nhưng mà mình thấy cái cách mà đi bằng tàu BTS có lẽ là tiện lợi nhất á. Và bánh này bánh dừa cả nhà, anh á, tại chắc anh á có vẻ dai dai sực sực á, giống như bột năng của mình á. Còn đây là các món bánh đậu xanh. Đó, chỗ này là một cái massage này cả nhà. Đó, chỗ này thì dành cho một cái tiệm massage thì họ có giá là 300 bạc là khoảng 60 phút á. Thì nếu cả nhà làm 30 phút thì khoảng là 150 bạc. Bánh dừa cả nhà.
Rồi bánh này mà mỗi lần mở trong Bangkok mà có hội chợ hay là có sự kiện đó hả, là bảo đảm là cả nhà xếp hàng rất là dài để mà mua bánh này luôn. Bây giờ mình sẽ mua thử ha. À, xám xịt khác. Sai, sai. It has small sign, 30, 40, 50. Chợ này thì họ chỉ mở cửa vào khoảng 2 ngày cuối tuần là thứ bảy chủ nhật thôi, và mở từ khoảng 8 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều nha. Chợ chợ này khá là lớn đó cả nhà. Nếu mà nói về chợ nổi thì chợ này khá, chợ nếu mà nói về chợ nổi thì chợ này khá là lớn so với các chợ nổi khác. Là bánh crepe truyền thống của Thái nè. Như bên dùng này là chùm dừa nước luôn nè. Khu này là một khu khác luôn. Trời ơi, chợ này là chuyên về các loại bánh đồ ngọt luôn nè cả nhà. Trời ơi, cơm nếp với lại mít. Trời ơi, nhìn hấp dẫn dễ sợ luôn. Còn kia là bắp á. Chút chợ bánh luôn. Nhà này chuyên về đồ ngọt luôn cả nhà. Ăn cái đó nó có nước cốt dừa kiểu mà vị nó mạnh 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 một chút xíu đó. Bên trong này họ làm rất là nhiều món. Phía bên trong thì họ đang chuẩn bị này cả nhà nè. Trời ơi, chợ này lớn đi hồi cái mấy vòng luôn á. Trời ơi, nhìn cơm nếp nè, đủ màu luôn. Cơm cháy nha cả nhà, cơm cháy nhưng mà bên này thì họ rưới đường lên á. Mà mình thích ăn không có loại, mình thích ăn cái loại mà không có đường thôi. Mình nhìn rất là hấp dẫn. Cái này đang làm cái bánh khọt á. Là 20 bạt một phần thôi cả nhà ơi. 20 bạt tính ra là khoảng 10.000 tiền Việt của mình á. Mấy sản phẩm từ dừa nè, trời ơi, nhìn con nhện đẹp ghê sợ. Đi kha. Rồi nhìn con ếch này cả nhà. Tiệm này chuyên về bán. Trời, mấy con dễ thương không? Mấy cái ly uống nước á. Tính ra là 35 baht là một cái ly này, con Kitty hoặc là con Doraemon này. 35 baht tính ra là như ta? 37, 2, 1. Khoảng 25.000 tiền Việt của mình á. Trời, đây là một cái món truyền thống của Thái nè. Trời, nhìn đấy, nhìn giống như mình chơi đồ hàng hồi nhỏ ha. Trời, nhìn rất là dễ thương luôn. Này giống kiểu như là bột chiên đó cả nhà. Mà con đó là con vẹm á. Món này thì rất là phổ biến ở Thái luôn. Và đặc biệt khi mà đi mấy cái sự kiện hoặc hội chợ lâu lâu á, thì cả nhà sẽ thấy là người ta hay bán món này rất là nhiều luôn. Trời, mà mỗi lần có bán món này hả là xếp hàng, trời ơi, dài là dài luôn. Món này sẽ ăn kèm với tương ớt luôn. Thì mình thấy họ làm khá là ngon luôn, họ chiên khá là vàng luôn. Đó. Bây giờ là đây là một tiệm bán về xúc xích. Nhưng mà rất là đông luôn. Đó, người ta đang xếp hàng để mà đợi mua. Bây giờ thì mình sẽ đi ra đây. Khó thốt kha. Kha. Ôi, nguyên một nhà về xúc xích luôn cả nhà. Nhiều sữa xúc xích luôn. Sữa này đây hình như là nó vàng, mỡ chảy đúng không? Tiệm này khá là nổi tiếng nên rất là đông. Bây giờ là mấy giờ ta? Giờ chắc khoảng cỡ 10 giờ cả nhà. 10 giờ mà rất là đông đúc luôn. Khó thôi kha, thật khó khuyên kha. Cả nhà có thể mua mấy cái giỏ này nữa nè. Trời, trò thủ công mỹ nghệ.
Rồi cái giỏ này khoảng như ta 239 ngàn, khoảng 100 mấy chục ngàn này cả nhà ơi. Mà cái giỏ đó là đeo chắc chắn luôn á, đeo chắc lâu lắm nó mới bị đứt á. Mình thấy bên ngoài họ còn sơn thêm một cái lớp chạy kiểu để bài chống nước á. Nếu mà tới ở đây thì cả nhà có thể trải nghiệm nửa ngày ở đây á. Mình thấy cách di chuyển hơi nhiều phương tiện nhưng mà đi nhanh lắm, cứ cách đi có đi một phương tiện có khoảng 5 phút là mình tới rồi cả nhà. Khu này là bán thì trái cây nè, cá khô này họ bán là 25 bạc, là mình sẽ có một cái còn tròn xin xin nhỏ nhỏ này nè. Ôi, một nhà chuyên gió luôn. Mấy cái đồ là làm tại địa phương đó cả nhà ơi. Ôi, nhìn rất là đẹp luôn. Mà làm thêm cú mèo không mà làm? Con ánh nào Madam? Ánh nào? Này hả? Mua là 40 này cả nhà. Còn ly kem 40 nữa. Rồi rất là nhiều kem luôn. Chứ nhìn đây rất là bự. Ngon. Nếu chợ này thì cả nhà gọi món này ăn thử nha, rất là ngon luôn. Blueberry. Mama. Đây là nhà chuyên về các loại hạt luôn, có loại mít. It's good. It's so good, right? You're too small now. Yeah. You can try it in the door. Yeah. That's right. Okay. Oh. It's too small. It's so big for you. Too big for you. Too big for you. See, right? Yeah. But this one, right? Last okay, one right here. Yeah. Oh, this is bigger, right? Okay. Up here is bigger. Wow. Okay. Wow. Okay. Cannot. Yeah. Oh. Okay. Here. Yeah, let's say thank you. Thank you. Oh, my God. Yeah, but enough. That's it. Chapunka. Chapunka. À, cảm ơn kha. Cái túi đậu phộng nãy giờ mình mua là 80 bạc đó cả nhà. 80 bạc là tính ra là khoảng 50 ngàn tiền Việt của mình á. Cái đó là một dạng giống như kiểu người ta, sao ta nói sao ta, sấy, cái dạng sấy á. Nói chung là chợ này đi tới đâu là cũng thấy đồ ăn hết cả nhà nha. Trời ơi, nó còn dài ra tới bên kia nữa. Rồi đi tiếp. Yeah. Bán đồ chơi cho con. Trời, nói chung là đồ ăn ở đây là giống là thiên đường luôn. Đây một loại bánh bò của Thái nè cả nhà. Với lại nho. Trời là mình nhớ bánh bò ở khu người Hoa của mình đó cả nhà. Là mỗi lần mà tới sinh nhật của ông bà nội mình á là hay mua lại bánh bò này nè. Đó, đây là một cái ngôi nhà cổ. Ngôi nhà cổ, cả nhà có thể tới đây để chụp hình nè. Trời, đây là một cái ngôi nhà kìa. Đó, nằm ngay dọc cái con kênh luôn. Đó, chung là có rất là nhiều bạn trẻ tới để chụp hình. Đó, đi tới đâu là có con ngựa gỗ đó là cũng đợi ngồi hết. Đó, chỗ này thì cả nhà có thể qua đây ngồi. Chỗ này là một cái quán cà phê luôn đó cả nhà.
Nhưng mà mình không mua cà phê thì mình vẫn có thể ngồi nha. Không mua cà phê thì mình vẫn có thể ngồi như ở đây để nghỉ ngơi nè, những cái hàng ghế dài. Đó. Rồi mình sẽ đi dọc hết cái chỗ này cho cả nhà coi cái khung cảnh của ngôi nhà cổ này ha. Đó, đây là một cái món ăn truyền thống của Thái thôi. Có rất là dừa cả nhà, sẽ ăn kèm với lại tép với lại cái gì ta? Tép với lại hành tây chanh gì đó. Nói chung món này là món rất là cổ xưa của Thái luôn. Họ bán là hai phần ăn với cái sốt này là 20 bạt hoặc là 30 bạt. Đó, ăn kèm với cái lá này giống như lá trầu của mình đó cả nhà. Hay lá lốt, mình không biết lá lốt. Giống lá lốt ha, giống lá lốt chứ không phải lá trầu chắc xỉu. Trời ơi, khu này còn rộng nữa. Phía sau này, cả nhà đi sâu bên trong nha, sẽ thấy rất là rộng luôn. Đó, ở đây có thể chụp hình rất là đẹp luôn. Đó. Muốn chụp hình thì cả nhà nhớ phải tháo dép ra nha. Ở đây phải tháo dép ra nè. Đó, một chỗ này nhìn rất là đẹp luôn. Để mình leo lên đây luôn. Đang tính lười lười, không muốn leo lên đây. Đó. Trời ơi, nhìn nhà này đẹp ghê luôn đó cả nhà ơi. Cái gỗ á, nhìn nó chắc, rất là chắc. Nhìn đây chứ nó chắc ghê lắm luôn, cái gỗ đẹp. Đây là giống như cái vườn có bưởi, rồi có xoài, cau, dừa, chuối. Đó, từ phía bên ngoài là có những cái lưu nữa nè. Nhà cổ này là tham quan miễn phí nha cả nhà. Đây mới là cổng chợ chính nha cả nhà nha. Đây là tiệm này bán, giờ cổng chợ là bán vịt quay nè. Vịt quay, rồi vịt xiêm. Còn tiệm này là bán cơm lam. Đà kha. Đó, đây là cái cổng chợ chính nè cả nhà. Từ sáng đi hồi giờ thấy mới thấy cổng chợ chính nè. Bên này còn có nữa. Mình sẽ đi tiếp. Cái khu cái hướng mình đi á thì là cái hướng phía sau của cái chợ á. Nên vắng vẻ hơn. Vắng xe hơn, không có xe nhiều. Khu này mới là cái đường vô chợ chính nè. Trời, nguyên cái bãi đậu xe luôn. Nếu mà ai mà đi kiểu giống như thuê xe hơi cái. Nếu mà cả nhà mà nếu mà đi xe hơi á, mà đi sớm thì không thôi là không có chỗ đậu xe luôn á. Ở trên này vô đây lại. Đây là một cái chỗ mà người ta có thể bỏ làm công đức này cả nhà. Tiền. Trời ơi, đi sáng giờ mà không hết chợ luôn đó cả nhà ơi. Nói chung là rất là rộng luôn. Đó, rồi nhìn cái gì cả nhà, nhìn bánh bò hấp nè. Cái này là giống như bánh bò thốt nốt của mình nữa cả nhà. Trong các chợ nổi mà mình đã từng đi ở Bangkok nha, ý mình nói là ở gần Bangkok thì cái chợ nổi này là chợ nổi lớn nhất luôn á. Nó rất là rộng. Cả nhà nên đi sớm một chút xíu nữa, mình đi từ buổi sáng sớm chắc khoảng 3 giờ chiều này nọ kia chắc là mình xong á. Là mình có thể tham quan hết chợ. Đây là một cái hồ cá koi. Trời ơi, rất là nhiều cá luôn. Đấy. Chân chị bạn. Madam, take one bottle. Yes, bottle. Bây giờ sẽ mua đồ ăn cho cá. Oh, đó. Mà hơi. Không. Trời ơi. Mình đã vậy ha. Lo cho mình. Say hi to mama. Say hi to mama. Good job, rồi. À, tiếp đi. Rồi. Rồi. Đây người ta bán mật ong nguyên tổ luôn nè. Rồi. Đề giá là cả nhà 160, 180. Gáo dừa nè. Nói chung là nhìn rất là đẹp ha. Rồi nguyên bức tượng luôn. Da dép. Đó, dép mà mua xong họ mới gắn cái vô này cả nhà. They sell rakuda, right? Ở đây họ bán thịt cá sấu á cả nhà. Nè, đây thịt cá sấu nè. Thịt cá sấu. Đó là thịt của con cá sấu nè cả nhà.
Thời Kha. À, đây là tiệm này họ chuyên về thịt cá sấu. Và bên cạnh đó bán cá khô luôn. Rồi những cái đầu con cá sấu, cái sườn riêu của đời. Ôi, không hiểu sao người ta làm được cái đầu mà lại dễ thương. Bye bye. Thời Kha. Kha. Bà con mình hả, bà đi tới đâu bà thấy ai mà chào bà nói gì bà ha, là một hồi xíu là bà đòi ăn kẹo, là bà đòi kẹo của người ta, bó tay thực sự đó. Chỗ này người ta đề bả là dành cho chụp hình nè, rồi cho ăn uống, rồi một cậu nhóc đã khóc nghe. Mà hôm qua trời mưa rất là to luôn nè. Chỗ này là để chụp hình, chỗ này là dành để chụp hình nè. Cannot no need to go daddy break it, no need it's not safe anymore. They break it like this nè. Cái nhà đây có một cái chỗ mà có thể leo lên, nhưng mà bị nó bị gãy rồi nên không có đừng có ai mà leo lên nha. Nói chung là rất là nguy hiểm luôn. Trên này có thể ngồi nhưng mà do mưa nên nó hơi bị ẩm ướt nè. Trời, mà bên Thái rất là ít mưa nha. Thường thường mưa ban đêm hoặc là mưa nửa tiếng là nó tạnh nè. Nhưng mà bây giờ khu này, nhưng mà mấy ngày nay thì mưa rất là to. Đó, khu này là cả nhà có thể tới đây để sau khi mà mình mua đồ ăn ở bên mấy cái tiệm mà đa phần là đồ ăn mang đi á, thì mình có thể ghé mấy cái nhà này nè, mấy cái mái này nè đó. Sau rồi mình ngồi đây mình ăn. Nó là miễn phí á cả nhà ơi, chứ không phải là, chứ không cần phải là thuê hay là gì đâu. Đó, mấy cái mái nhà đó là cả nhà có thể ngồi đây. Mình để mình đi vô trong xong cái mái cho nhà cả nhà coi. Nên cả nhà mà nếu ai có đi nhóm thì á, đi đông đồ á, đó, nói chung là có thể ghé vào đây ngồi mát mẻ, mà có mưa xuống cũng không có sợ luôn. Đó. Nói chung là chợ nổi Bang Nam Phương á, nếu mà cả nhà muốn mà trải nghiệm một cái tour đi thuyền nó sẽ không có đâu. Nhưng mà nếu là một người mà yêu thích ẩm thực nè, và yêu thích cái kiểu là khám phá cái những cái chợ nổi mà đậm chất địa phương truyền thống của Thái á, thì đây là một chợ nổi rất đáng để đến nha. Nó lại rất là gần với trung tâm Bangkok, và cách di chuyển thì mình thấy cũng khá là nhanh chóng và tiện lợi. Về cách mà di chuyển đến chợ nổi này á, thì mình sẽ ghi cụ thể rõ ràng dưới phần mô tả bên dưới video để cả nhà tiện theo dõi nha. Nói chung là cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Nếu mà cảm thấy video hữu ích á, thì cả nhà nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình với nha. Cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.